của Phó Sư Huân, nếu tắc không hoàn toàn thì là non-STEMI, và nếu mà men tim không tăng thì đó là hội chứng mạch vành cấp không ST trên lên. Và cái chỗ này thì tôi xin nói một chút. Như vậy thì cái khái niệm của Phó Sư Huân đã nói là ngày nay người ta bỏ cái khái niệm là thời gian cửa bóng và người ta tính từ lúc đo điện âm độ. Như vậy thì các bạn biết rằng một cái khái niệm người ta thay đổi rất là lớn, đó là cái khái niệm FMC, tức là First Medical Contact. Đối với mạch vành cấp, đối với cơn đau ngực trái cấp, cái First Medical Contact trước đây là tiếp xúc với nhân viên y tế, là tiếp xúc với bác sĩ gia đình, tiếp xúc với người lính cứu hỏa, tiếp xúc với xe ambulance và khi vào bệnh viện. Tuy nhiên cái khái niệm mới năm 2017, First Medical Contact hoàn toàn khác. First Medical Contact là bệnh nhân đau ngực trái được đo điện tim và đọc điện tâm đồ. Nghĩa là bệnh nhân có vào bệnh viện, vào cấp cứu, nằm nửa tiếng đó nhưng chưa đo điện tim thì vẫn chưa First Medical Contact với người đau ngực trái. Bệnh nhân đó tiếp xúc với giám đốc bệnh viện, tiếp xúc với một giáo sư đồng ngành và lão khoa, đứng nói chuyện rồi khám rồi vân vân nhưng chưa đo điện tim thì chưa First Medical Contact. Như vậy chúng ta thấy cái gì? Cái vai trò của điện tâm đồ vô cùng quan trọng đối với người đau ngực trái cấp. Vai trọng là như thế nào các bạn? Đó là tách bệnh nhân thành hai nhóm. Nhóm Ester trên lên là cái nhóm của Phó Sư Hương đã trình bày, là tái tưới máu khẩn cấp, là giống như chiến tranh, là đi ra chiến trường, tái tưới máu càng sớm càng tốt, cỡ chuyển thẳng vào phòng đông tim, tiêu sự huyết ngay trên xe cấp cứu. Còn không Ester trên lên lại là một nhóm khác, là như trong cái bài của tôi trình bày. Như vậy thì nhồi máu của tim cấp không Ester trên lên về triệu chứng và điện tim thôi xin bỏ qua. Về định nghĩa, về tiêu chuẩn chẩn đoán chúng ta vẫn phải nhắc lại. Là vì các bạn biết rằng nhồi máu tim cấp chúng ta là chẩn đoán là sau cái tiêu chuẩn đồng thuận năm 2007 là men tim tăng và giảm là bắt buộc, cộng với một tiêu chuẩn lâm sàng, điện tim, hình ảnh học mới mắt và khuyết khối trong lòng mạch vành. Thì cái tiêu chuẩn men tim thì vô cùng quan trọng đối với nhóm không ST trên lên. Như các đồng nghiệp đã nói, đã nghe anh Huân trình bày, đối với ST trên lên, nếu triệu chứng lâm sàng điển hình, nếu điện tim điển hình, chúng ta có thể chuyển đi tái tưới máu cấp cứu và chúng ta không cần đợi men tim. Vì lúc đó thời gian là vàng, 2 tiếng đồng hồ đầu tiên, 3 tiếng đồng hồ đầu tiên, nếu chúng ta mở ra được là chúng ta cứu cơ tim phần lớn. Còn nếu các anh chị đợi cái men tim về đến sớm quá chưa kịp tăng, rồi 3 tiếng sau mình thử lại hay 1 tiếng sau mình thử lại, rồi kết quả lại sau 1 tiếng nữa thì rất là trễ. Tuy nhiên, đối với nhồi máu cơ tim cấp không ST trên lên thì men tim vô cùng quan trọng. Tiếp theo là mình phân tích lý do tại sao mà ST trên lên và không ST trên lên người ta bắt buộc các anh chị phải đo điện tim ngay lúc bệnh nhân vào cấp cứu. Ở đây chúng ta có đầu tiên, chúng ta có cái nhóm ST trên lên. Thì khi chẩn đoán ST trên lên, các anh chị chỉ đi một đường thẳng, đó là tái tưới máu cấp cứu. Còn nhóm không ST trên lên, không ST trên lên nghĩa là ST không trên hoặc ST trên xuống, nghĩa là có mạch vành, không có mạch vành, có mạch vành nguy cơ thấp, nguy cơ trung bình, nguy cơ cao. Do đó cái nhóm đó là một cái nhóm mà chúng ta phải xử trí theo nhiều cái mức độ khác nhau. Đó là cái lý do tại sao mà ngay từ khi vào cấp cứu người ta tách thành ST trên lên và không ST trên lên. Như vậy các anh chị sẽ thấy ở đây là cái việc mà tái tưới máu can thiệp mạch vành, cái hai cái đường ở dưới đó là nhóm nguy cơ thấp, hai đường ở giữa là nguy cơ trung bình và ở trên là nguy cơ cao. Chúng ta thấy rằng cái việc mà bệnh nhân vào cấp cứu chúng ta can thiệp ngay lập tức bất kể là bệnh nhân có nguy cơ cao hay thấp, và cái thứ hai là chúng ta can thiệp theo chương trình, là nghĩa là từ từ chúng ta xem xét. Như vậy cái màu xanh là can thiệp theo chương trình, cái màu vàng là can thiệp ngay lập tức, thì chúng ta thấy rằng cả ba nhóm thì cái việc mà chúng ta chuyển bệnh nhân đến phòng đông tim chụp và can thiệp thì đều có lợi. Tuy nhiên cái nhóm nguy cơ thấp thì lợi không đáng kể, nguy cơ trung bình thì lợi có một chút xíu mà nhóm nguy cơ cao thì vô cùng có lợi. Cái điều đó nó bắt người thầy thuốc của cấp cứu, người thầy thuốc của tim mạch phải phân tầng nguy cơ trước khi xử trí. Đó là lý do tại sao mà người ta đưa cái tiêu chuẩn đo điện tim khi các bạn tiếp xúc với bệnh nhân đau ngực đầu tiên là tiêu chuẩn của First Medical Contact. Còn nếu bệnh nhân nằm 1 giờ, 2 giờ trong phòng cấp cứu, nằm 1 tuần tại khoa mà chưa đo điện tim thì coi như về mặt mạch vành là chưa tiếp xúc với thầy thuốc. Chúng ta phân tích tiếp về cái men tim, bởi vì men tim sẽ vô cùng quan trọng đối với cái bệnh nhân nhồi máu tim cấp không ST trên lên. Đây là men tim trong giai đoạn troponin mà chưa có bị nhồi máu. Sau khi bệnh nhân bắt đầu nhồi máu thì chúng ta thấy là có bắt đầu có vùng hội tử nhỏ, men tim bắt đầu tăng, và tăng trong lúc đầu tăng ít và sau đó thì tăng vọt. Như vậy thì những cái xét nghiệm mà trước đây, ví dụ troponin trước đây nó gọi là thế hệ 1, thế hệ 2, thì chúng ta phát hiện cái thời gian men tim tăng ở khoảng 6 đến 9 giờ. Nếu những cái thế hệ gần hơn thì người ta cố gắng phát hiện sớm hơn để điều trị tái tưới máu sớm hơn và xử trí tích cực hơn, thì chúng ta thấy là cái khuynh hướng người ta kéo càng gần lại 1 đến 3 giờ.
Như vậy thì cái vai trò giá trị của HS troponin là giúp cho chúng ta chẩn đoán sớm, chứ không phải là giúp cho chúng ta chẩn đoán đặc hiệu. HS troponin là men tim siêu nhạy. Như vậy các đồng nghiệp sẽ thấy là đó là hai cái đặc tính mà luôn luôn mâu thuẫn với nhau. Ở càng đặc hiệu thì độ nhạy càng ít, càng siêu nhạy thì độ đặc hiệu càng kém. Do đó thì cái tiêu chuẩn men tim tăng là tiêu chuẩn bắt buộc, nhưng không phải là tiêu chuẩn tất cả. Do đó khi men tim tăng, đặc biệt là men tim siêu nhạy, thì các bạn phải biện luận. Chúng ta phải biện luận với nhồi máu tim cấp tiếp 1 là vỡ mảng sơ vữa, nhồi máu tim cấp tiếp 2 là mất cân bằng cung cầu. Chúng ta không có thời gian trình bày ở đây. Và những cái không phải do thiếu máu cơ tim. Và chúng ta nhớ là men tim cấp là tăng độc học của nhồi máu, khác với men tim tăng mạng tính, ví dụ trong suy thận. Và chúng ta phải phân biệt với những trường hợp tăng men tim khác. Như vậy thì trước đây đối với nhồi máu tim cấp không ester trên lên, các đồng nghiệp đã thấy 0 giờ, 3 giờ, 01 giờ, 1 giờ là của không ester trên lên. Còn ester trên lên là không có cái chuyện đó. Ester trên lên đã chẩn đoán là điều tái máu luôn. Chúng ta chỉ có thời gian vàng để chúng ta tái thiếu máu. Như vậy thì trên cái phác đồ này chúng ta sẽ thấy ở đây, tôi không nói phần trước. Như vậy khi vào men tim gia tăng thì với cái phác đồ 0 giờ, 3 giờ thì 3 giờ sau các anh chị thử lại men tim phải tăng. Và nếu men tim chưa tăng lúc đầu thì sẽ tăng thêm 50%. Nếu men tim đã tăng rồi thì sẽ tăng thêm 20%. Đó là cái phác đồ 0 giờ 3 giờ. Và cái mong ước con người thì nó vô hạn. Tức là trước đây chúng ta mong rằng là 0 giờ 3 giờ mình chẩn đoán loại trừ, thì người ta bây giờ lại mong tới sớm hơn nữa là 0 giờ 1 giờ. Tức là bệnh nhân vào cấp cứu thì chỗ của anh Cường sau 1 tiếng là phải nói là bệnh nhân có nhồi máu, không nhồi máu, và thậm chí có thể cho bệnh nhân về được nếu là không nhồi máu. Thì cái với cái độ siêu nhạy thì người ta đưa đến cái phác đồ 0 giờ 1 giờ và vẫn dựa trên nguyên tắc. Thứ nhất là con số tuyệt đối, tức là men tim lúc 0 giờ. Và thứ hai là biến đổi động học, nếu 0 giờ chưa tăng thì 1 giờ sau phải tăng. Và chỉ có 3 xét nghiệm được công nhận. Đó là HS troponin của TT của Roche, HS troponin E của Abbott và HS troponin E của Siemens. Thì các đồng nghiệp sẽ thấy là nó sẽ có các cái tình huống. Thứ nhất là loại trừ, thì loại trừ dựa trên cái xét nghiệm ban đầu rất thấp. Nhưng các đồng nghiệp nhớ rằng cái giá trị đầu tiên thấp, các anh chị loại trừ với điều kiện bệnh nhân đã đau ngực trước đó 3 giờ. Còn nếu bệnh nhân mới đau ngực thì không được loại. Tại vì mới đau ngực có khi men tim chưa kịp tăng. Tức là bệnh nhân thí dụ vào 12 giờ thì trước đó 3 giờ bệnh nhân đã đau ngực dữ dội, vào 12 giờ thử HS troponin chưa tăng thì chúng ta có thể loại. Nhưng nếu bệnh nhân mới đau ngực thì chúng ta chưa được loại. Rồi sau đó là chúng ta đánh giá cái độ biến đổi. Xin lỗi là không phân tích vì không có thời gian. Như vậy thì các đồng nghiệp sẽ thấy ở đây thì người ta phân tích là cái dựa trên cái phân tầng nguy cơ ha. Như vậy thì bệnh nhân mà nhồi máu cơ tim hoặc hội chứng bệnh mạch cấp không ester trên lên, thì cái việc đầu tiên đó là chúng ta phải phân tầng nguy cơ. Chúng ta phân tầng nguy cơ dựa trên các thang điểm, chiều như Gray, Cruzat là cho cái phân tầng nguy cơ. Và người ta đề nghị mình là phân tầng nguy cơ của biến chứng chảy máu luôn. Và các cái phân tầng nguy cơ ngày hôm nay thì rất đơn giản. Chiều Gray là của châu Âu hoặc là của quốc tế, TME của Hoa Kỳ thì chúng ta trên smartphone đều có cả. Các anh chị cứ điền cái thông tin vào mà bấm và nó sẽ hiện ra cái phân tầng nguy cơ cao hay thấp hay trung bình. Như vậy thì trên cái lưu đồ này vào năm 2011 thì các đồng nghiệp sẽ thấy đầu tiên, cái cột đầu tiên này. Đầu tiên nếu nhồi máu cơ tim cấp ester trên lên là đi tái thiếu máu, không có làm gì nữa hết. Đó, các anh chị thấy không? Tức là ester trên lên là đi tái thiếu máu luôn, không có tính gì. Còn không ester trên lên mới ngồi tính cái chuyện lâm sàng, rồi triệu chứng, rồi tiền sử, yếu tố nguy cơ, tuổi tác, điện tim vân vân, là một loạt để đưa ra phân tầng nguy cơ. Nếu nguy cơ thấp, quá thấp có thể cho về luôn. Nếu nguy cơ thấp trung bình có thể là theo dõi tại cấp cứu. Nguy cơ vừa vừa thì đưa vào kho tim mạch, và nguy cơ cao đưa đi phòng thông tim luôn. Thì như vậy cái thời gian của đưa vào can thiệp mạch vành nó dựa trên cái phân tầng nguy cơ, càng cao càng làm tích cực, còn càng thấp thì thôi từ từ làm cũng được. Cho nên trên cái bảng này thì người ta chỉ nhắc lại thôi, chứ là chúng ta can thiệp tối cấp trong những trường hợp mà mạch vành cấp mà có biến chứng huyết động học, ví dụ như clip 3, clip 4, rối loạn nhịp tim vân vân. Còn vừa vừa 2 giờ, 24 giờ và 6 giờ vân vân. Như vậy thì sự khác biệt giữa nhồi máu cơ tim cấp ester trên lên và không ester trên lên như thế nào? Cơ chế bệnh sinh, chẩn đoán hay thái độ điều trị? Thì tôi xin làm một số bảng phân biệt như sau. Đầu tiên, ester trên lên đó là thời gian vàng. Vàng ở đây là vàng thật.
tức là tính từ cái thời điểm bệnh nhân nhồi máu cơ tim trong vòng 2 giờ đầu, 3 giờ đầu, nếu chúng ta ở đây cái slide theo hình cũ là 2 giờ, 3 giờ nhưng mà mới là 2 giờ. Cái mốc mà người ta cho phép là 12 giờ để tái thứ máu cấp cứu. Nếu quá thời gian 12 giờ mà bệnh nhân hết đau ngực, điện tim không còn biến đổi của thiếu máu thì thôi, chúng ta không tái thứ máu cấp cứu nữa. Nếu các bạn có làm thì làm đó là làm chương trình. Nghĩa là 2 giờ sáng thôi, còn không cần làm nữa, đỡ làm chương trình luôn. Đó là cái theo cái thời gian trước đây. Nếu bệnh nhân vẫn còn đau ngực thì thời gian tái thứ máu kéo tới 36 tiếng. Nếu bệnh nhân đang choáng, đang bị rối loạn nhịp tim, đang tụt huyết áp thì bất kể thời gian nào chúng ta tái thứ máu cấp cứu. Đó là ST trên lên. Còn không ST trên lên thì như các bạn nào các bạn, không ST trên lên nó làm cái công tác giống như công tác nhân sự, công tác tổ chức cán bộ vậy. Tức là ngồi phân tầng lựa lọc tiêu chuẩn, tuổi tác, nghề nghiệp, tốt nghiệp đại học, bằng cấp, rồi sau đó mới đưa đến cái quyết định là nguy cơ cao, nguy cơ thấp, nguy cơ trung bình, mà chúng ta quyết định cái thái độ điều trị. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng rằng cái điện tâm đồ nó giúp cho chúng ta hai cái hướng điều trị khác hẳn nhau. Mà do đó đến năm 2017, Hội Tim Mạch Châu Âu năm 2017 đã đưa cái First Medical Contact thay đổi một cái định nghĩa hoàn toàn, tức là phải đo và đọc được điện tim. Như vậy thì về thời gian khác nhau các bạn, thời gian khác nhau, chúng ta vẫn có cái mốc 2 giờ, 3 giờ, 12 giờ, 24 giờ của STEMI. Chúng ta vẫn có cái mốc 2 giờ, rồi 24 giờ, 72 giờ của non-STEMI. Như vậy cái thời gian, hai cái mốc thời gian khác nhau. STEMI là một mốc thời gian tính từ lúc đau ngực điển hình. Như vậy thì với STEMI thì cỡ cả đi tới bất kỳ bệnh viện nào, ví dụ viện tim Hà Nội, bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện gì đó vân vân, có chuyển đi đâu nữa thì vẫn tính một cái thời điểm đau ngực đầu tiên, cái giờ là giờ lúc đó, và giống như chúng ta đã bấm giờ cứ vậy mà chạy. Trong khi đó non-STEMI chúng ta cũng có 2 giờ, 24 giờ, 72 giờ, nhưng lại tính từ đâu các bạn? Tính từ lúc nhập viện. Tức là vào bệnh viện mình ngồi mình đánh giá, mình tính. Nếu bệnh nhân không thích ở Bạch Mai, bệnh nhân đi qua chỗ khác, chỗ khác lại ngồi đánh giá lại tính lại. Do đó trong cái non-STEMI thường trên lâm sàng nó hay có cái sự xử trí khác nhau tùy cái thái độ tích cực của mỗi người. Như vậy chúng ta nhớ rằng cái golden time chúng ta chỉ có trong STEMI. Về cái xử trí chung thì chúng ta nhắc sơ qua thôi. Thì như vậy thì các đồng nghiệp nhớ rằng STEMI và non-STEMI đều cái cơ chế nền là vỡ mảng sơ vữa không ổn định. Đầu tiên là những cái tế bào trắng trắng nhỏ cái tập lại là huyết khối trắng. Sau đó rồi hồng cầu là những cái hồng cầu và fibrin cái tập lại là huyết khối đỏ. Như vậy thì cái thuốc kháng cái tập tiểu cầu và thuốc kháng đông là vô cùng quan trọng đối với mạch vành cấp. Và như vậy thì đối với mạch vành mạng thì chúng ta chỉ dùng một thuốc kháng cái tập tiểu cầu, đó là aspirin. Còn mạch vành cấp hoặc sau đặt stent thì chúng ta phải dùng kháng cái tập tiểu cầu kép là aspirin cộng bơm thuốc ức chế B2-12. Trước đây thì là clopidogrel, gần đây thì đã khuyến cáo rằng chúng ta dùng thuốc ức chế B2-12 mạnh, ví dụ ticagrelor. Còn kháng đông thì chúng ta là enoxaparin hoặc heparin. Về chiến lược điều trị thì chúng ta vẫn có những cái chiến lược chính. Điều trị chống thiếu máu cơ tim thì thật sự không quan trọng là bệnh cảnh mạch vành cấp. Thuốc chặn beta, thuốc ức chế men chuyển, thuốc giãn vành, vân vân, không có giá trị gì. Thuốc kháng cái tập tiểu cầu, thuốc kháng đông là giúp ổn định cái mảng sơ vữa. Chỉ có điều trị tái tưới máu thì mới giúp được cái việc là tưới máu, cứu cơ tim. Và sau đó thì chúng ta điều trị dài ngày. Ở đây thì những cái bản tóm tắt thì chắc các đồng nghiệp đều biết. Tôi xin lỗi là tại vì cái gỡ cái file này nó nhầm cái file. Như vậy thì trước khi phần kết luận thì xin có một vài cái slide cập nhật. Cập nhật của năm 2017 và 2018 thì thật sự các đồng nghiệp sẽ thấy là chúng ta cập nhật của năm nhồi máu tim cấp không ST trên lên, cái mới là năm 2015. Sau đó 2017 thì chúng ta cập nhật ST trên lên, và 2018 thì chúng ta cập nhật chung, tức là một cái này là của năm 2015. Như vậy thì năm 2015 cũng không khác gì các cái năm trước các bạn, tức là người ta xử trí theo phân tầng nguy cơ cao, rất cao, trung bình hay thấp, và càng cao thì đưa đi vấn đề là tái đi, chúng ta gửi đi đến cái nơi trung tâm can thiệp càng sớm. Còn nếu nguy cơ thấp hay trung bình thì chúng ta có thể từ từ cũng được, và đặc biệt nó khuyến khích cái thái độ can thiệp tích cực, tức là trước đây những cái nguy cơ trung bình chúng ta có thể giữ tại bệnh viện mình thì bây giờ mình vẫn có thể chuyển đi qua cái nơi can thiệp, cỡ cả thấp mà trong trường hợp nào đó chúng ta thấy cần thiết chúng ta vẫn có thể hội chẩn và chuyển can thiệp. Thì như vậy thái độ là thái độ tích cực hơn. Cái đây là của năm 2018.
2018 thì cũng không có gì khác biệt các bạn. Tức là không ST trên lên thì cuối cùng vẫn là phân tầng nguy cơ. Phân tầng nguy cơ rất cao, nguy cơ cao vừa và nguy cơ cao ít, và nguy cơ thấp thì cho ra viện luôn rồi. Như vậy thì ở đây tùy theo nguy cơ với các cái tính chất đặc điểm thế này, các bạn sẽ xem thì chúng ta sẽ xử trí tích cực sớm hay là vừa vừa hay là muộn. Và rất tiếc là trong này có một cái, nhưng mà tại vì đây cái file này tôi gỡ không đúng file. Nó có một cái mới trong nông STEMI các bạn. Tức là trước đây đã là nhồi máu cơ tim không ST trên lên, gỡ từ tuyến dưới, thí dụ bệnh viện Phú Thọ, thí dụ như bệnh viện Thanh Hóa gỡ lên bệnh viện mình là can thiệp cấp cứu ngay. Tuy nhiên ngày nay khác. Ngày nay nó có một cái mà trong khuyến cáo năm 2018 của vấn đề tái tưới máu bệnh cơ tim là non STEMI khi đã ổn định rồi thì xử trí giống như thái độ can thiệp xử trí giống như bệnh vành mạng. Mạng là sao các bạn? Chụp ra rồi ba nhánh để đó tính toán tiếp mình có can thiệp đặt stent hay không, hay là mình chuyển mổ bắt cầu. Mà nếu can thiệp thì chiến lược mình như thế nào để cho bệnh nhân phù hợp. Còn đã là cấp non STEMI thì các bạn chụp ra ba nhánh các bạn vẫn có thể làm một nhánh. Nhưng mà bây giờ thì nó đã có một khuyến cáo mới năm 2018. Tức là non STEMI khi bệnh nhân đã ổn định rồi thì chúng ta thái độ xử trí của những trường hợp non STEMI đó sẽ giống như bệnh mạch vành mạng. Tức là vẫn chụp tích cực, chụp rồi không phải là làm liền. Đó là cái năm 2018. Như vậy trước đây các bạn có những trường hợp mình tranh cãi, non STEMI khi chuyển lên gặp bác sĩ A thì bác sĩ A đem ra làm ngay đặt ngay 2-3 cái. Gặp bác sĩ B thì sao? Từ từ làm được, thấy bệnh nhân ổn rồi. Nhưng mà bệnh nhân ổn rồi có khi bị la non STEMI tại sao không làm? Cái trường hợp đó rất gặp rất là nhiều. Cũng tương tự như vậy, cũng có cái tình huống bệnh nhân non STEMI này khi vào bệnh viện này nói bệnh nhân này ổn định không làm, từ từ làm. Nhưng mà bệnh nhân này quen, ví dụ như quen với anh Cường chạy qua bên này thì qua đây đó, bác sĩ nói ô tại sao không làm thì chết, đưa làm cấp, đưa lên đặt stent. Ai đúng ai sai rất khó biết các bạn. Tại vì chúng ta nhớ rằng cái thời gian nó đánh giá là từ cái cửa của bệnh viện mình, tuyến trước họ không sai, biết đâu là từ tuyến trước họ chuyển lên mình thì bệnh nhân lại nặng thì sao. Nhưng cũng có khi từ tuyến trước chuyển lên mình bệnh nhân vẫn nhẹ, nhưng mà bác sĩ can thiệp thì lại tích cực thì người ta vẫn làm, và người ta cũng không sai vì trước đây guideline không có nói. Nhưng bây giờ thì sao các bạn, guideline nó có nói rằng nếu non STEMI mà đã ổn định thì khi thái độ can thiệp chúng ta cũng sẽ giống bệnh mạch mạng. Như vậy thì tôi xin đưa phần kết luận. Chiến lược về cơ chế chung thì vẫn là vỡ mảng sơ vữa không ổn định tại huyết khối. Về chiến lược điều trị thì là thuốc kháng các gạch tụ cầu, kháng đông để ổn định mảng sơ vữa và điều trị tái tưới máu, đó là cái việc quan trọng. Và phân loại thì phải theo điện tâm đồ. Và ngày nay như tôi đã nói là người ta đưa cái điện tâm đồ lên làm hàng đầu. Xử trí nhồi máu cơ tim cấp không ST trên lên thì bắt buộc các bạn phải đánh giá phân tầng nguy cơ, phân tầng của biến cố thiếu máu, thí dụ thang điểm Cray, điểm Timi, nguy cơ xuất huyết. Và cái chiến lược chụp mạch vành và can thiệp sớm hay muộn nó sẽ dựa trên phân tầng nguy cơ. Trong đó cái thang điểm Cray, cái chỉ số Cray cũng là một thang điểm. Nếu Cray lớn hơn 140 thì chúng ta can thiệp sớm. Tuy nhiên các bạn cũng nhớ rằng là nhồi máu cơ tim cấp tiếp 2 thì lại không có chỉ định can thiệp tích cực, nhưng mà nó không nằm ở trong đây thì chúng ta chỉ nói non STEMI thôi. Như vậy thì cách tiếp cận điều trị bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp ngày hôm nay dựa trên kiểu biến đổi của điện tim. Chiến lược điều trị cá thể hóa, điều chỉnh các biện pháp điều trị, thuốc và can thiệp sẽ theo phân tầng nguy cơ xuất huyết. Xin cảm ơn sự chú ý của các bạn.